Xin chào anh em yêu âm nhạc trên mọi miền của Tổ quốc. Trước khi mời anh em nghe nhạc, tôi xin giới thiệu sơ qua về cặp loa mà quý vị và các bạn sắp thưởng thức âm nhạc sau đây. Đây là cặp loa Ditton 15. Cặp loa này được sản xuất tại Anh. Loa có hai đường tiếng, gồm một bát 20 và một tép lụa rất đẹp. Cặp loa này còn có một bát cộng hưởng ở phía dưới. Ditton 15 có trở kháng 8 ôm nên quý vị và các bạn rất dễ tìm âm ly để ghép cho cặp loa này. Cặp loa này thuộc dòng Buxell, có kích thước rất gọn gàng và nhỏ nhắn. Chiều rộng 23, chiều sâu 23 và chiều cao là 55 cm. Cặp loa này rất thích hợp để quý vị và các bạn nghe nhạc ở trong một diện tích vừa và nhỏ. Ở đây tôi đang ghép cặp loa Ditton 15 với chiếc âm ly của hãng Pioneer, có model là AI7, có công suất là trên 100W, rất phù hợp để ghép với cặp loa Ditton 15. Với âm thanh mềm mại quyến rũ, chắc chắn cặp loa Ditton 15 với chiếc âm ly Pioneer AI7 sẽ làm hài lòng quý vị và các bạn. Bây giờ mời quý vị và các bạn hãy thưởng thức chất âm ngọt ngào mềm mại của cặp loa Ditton. Nếu quý vị và các bạn có dùng tai nghe thì xin mời hãy cắm tai nghe vào để thưởng thức. Oh,
cặp loa Ditten 10 năm đang được bán tại Hồng Nguyên Đông Anh với giá 11 triệu và chiếc âm ly Pioneer SI 7 đang được bán tại Hồng Nguyên Đông Anh với giá 5 triệu 500 nghìn đồng. Một mức giá rất phù hợp để quý vị và các bạn sở hữu được bộ nghe nhạc rất đẹp này.